số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Yeah, gia đình là số 1. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Gia đình mình không nên sẽ không ai bận chuyện lên tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau, dù lắm lúc có khi vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đang ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Yeah. Gia đình là số một. Hello. Rồi rồi rồi, tôi xong việc rồi, bây giờ tôi về công ty liền nè. Rồi vậy thôi nha. Ừ. Cậu ba với cô giáo My. Trời ơi, hai người này quen nhau hả ta? Thơm quá. Đúng là cà phê mất tiền có khác ha. Cà phê trộn, đúng là cà phê trộn. Thơm gì đâu á. Ủa cô, chắc cà phê này mắc tiền lắm hả cô? Con không biết đó thôi. Cái hộp cà phê nhỏ xíu như vậy thôi hả? Giá 10 triệu đó con à. Dạ. Hộp cà phê này mà gần 10 triệu hả cô? Chứ sao. Cô đây nè, cô còn không dám bỏ 10 triệu ra mua cà phê nữa. Cô tiếc lắm chứ bộ. Cái này là của người ta tặng cho cô đó. Vậy là tính ra một ly gần mấy trăm ngàn luôn hả cô? Ừ. Nè, con thích không? Thích thì pha thử một ly uống đi, đặng còn biết mùi vị với anh ta chứ. Dạ thôi cô ơi, một ly cà phê đổi được cả chục ký gạo, con không dám uống đâu. Nhỏ này. Dạ ơi, dạ ơi, dạ, dạ. Cái gì vậy? Con làm tiếp gì đi. Dạ? Lên phòng nhanh nha, lên phòng nhanh. Bí mật quốc gia, bí mật quốc gia, anh kể cho nghe, lên lẹ nha. Em đang uống cà phê mà. Lên đi rủ. Ghê thiệt chứ. Không ngờ cậu ba với cô giáo Diễm My là lén lút hẹn hò với nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không thể nào tin được đó là sự thật. Giấu ghê thiệt. Vô đi em. Con chào chú. Cô đâu rồi? Dạ. Cô đi ra ngoài rồi chú. Đã nói là có chuyện quan trọng rồi mà cũng còn đi ra ngoài được, thiệt tức quá. Cô gái bước tới gặp ông già. Ông già mới nói một câu là về chưa? Trời ơi Quốc ơi, ta cúp điện rồi còn mà kể chuyện ma nữa. Phải, ông già ông bị giật mình, con chuột nó chạy qua, ông la cô gái hết hồn. Hết sợ. Dạ tôi biết rồi. Dạ, vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa, sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Rồi còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Nực vậy sao ngủ nổi cô? Không ấy, mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi á, là anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi ngoài sân à? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ? Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi!
Sao ạ? Ủa? Ông ai như ông sao tài vậy? Sao không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa dạ bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không, cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai không mới đến sửa được. Ông ngồi đây. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, vô cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà, nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu. Một đêm thôi mà, cứ tới nhà tôi hả? Vô đây, vô đây. Con chào ông. Cứ ơi, tự nhiên không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa liệu vô chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi ngưỡng ngoan. Làm gì? Làm gì? Hổn con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Ừ đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ như sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Ừ? Đương nhiên là anh em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm vậy đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm nè. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ, vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi, dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu nha. À, đại gia đình ơi, à, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? À, còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Rồi, vậy đi ha. Nguyên à. Dạ, vui. Đi đó này nè anh. Ờ, đây. Chui chui vô lỗ này nè. Chui vô nha. Gì? Cái lỗ này hả? À, thật sự là tại vì có cái cửa kia nữa. Mà tại em quên cái thẻ rồi, cho nên là mình đi lỗ này. Đi đỡ. Chui được không vậy? Được, được. Vô đi, vô đi. Ổn không vậy? Ổn, ổn. Em ơi. Vô đây, đúng rồi, coi chừng cái đầu, đúng rồi. Ây da. Kéo anh vô, kéo anh vô. Dạ, rồi, rồi, rồi. Ây da. Vô đi ông Quốc. Tại sao khó khăn quá vậy? Rồi. Trời ông Quốc ơi, ông làm cái gì vậy? Tránh ra coi. Tới ông làm gì đứng đây vậy? Trời ơi, tôi thui luôn rồi. Trời ơi, Quốc. Dạ. Trời ơi. Vô đi. Dạ chào bà. Chào con. À, cái phòng này thì nó ở trên lầu, cho nên lên xuống nó hơi khó khăn chút. À, không sao đâu ông. À, con nhận nghe, phòng của bé Lam Chi dễ thương quá trời luôn đó. Nè Lam Chi, tiếp bà đàng hoàng nghe con. Dạ ông yên tâm, con sẽ phục vụ tận tình. Làm phiền em quá à. Tại tụi chị mà tối nay á, em phải ngủ chật một chút rồi. Dạ không sao đâu chị. Thôi em đi dọn dẹp nha. Ừ, cảm ơn em nha. Dạ. Anh ơi, mình tìm cà phê uống đi. Ừ, tìm cà phê pha uống em. À.
anh tìm chỗ đó, anh tìm chỗ đây. Này phải cà phê không? Ừ, để em coi thử coi. Đây là cà phê trùng á. À, vậy là uống không được hả? Để em kiếm. Không phải, không uống được. Mà cái này một ký của nó chắc cũng mấy chục triệu. Nhiều đây á cũng hơn 10 triệu á. Anh, cà phê chứ có phải vàng đâu mà mắc dữ vậy. Anh, mình lấy một xíu mình uống đi. Pha thử xíu thôi nha. Pha đi. Wow, đúng là cà phê mắc tiền có khác ha. Thơm quá trời quá đất luôn á. Thì là anh thấy mình lấy một ít về để mình dùng dần đi. Anh định nâng cấp hả? Không phải. Khi nào mình lấy hết mới gọi là nâng cấp. Còn bây giờ mình xin một ít về để mình dùng dần dần dần, em hiểu không? Nhưng mà mình lấy vậy kỳ lắm. Anh nghĩ không có kỳ đâu. Người ta giàu quá trời luôn. Mình lấy có ít à. Vậy mình lấy một ít thôi nha. Xíu thôi nha. Một xíu thôi á. Là nhà giàu có khác hết. Thôi, cà phê gì mà ngon nhất nách luôn. Vậy mới nói nhà giàu có khác. Tính ra một ly này là mấy trăm ngàn luôn á. Ừ. Để anh lấy cái bao xong anh xin một ít về. Ủa hai anh chị làm gì vậy? Ủa gì đâu? Tâm ý. Hả? Ủa anh chị uống rồi hả? Cà phê này anh chị không có uống lung tung được đâu. Tụi chị chỉ uống một xíu thôi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em phải nói thẳng, cà phê này rất là mắc tiền. Bởi vì anh chị không có tự tiện uống được đâu. Em xin lỗi nha. Em à, anh biết nó mắc tiền mà. Cho tụi anh xin một ít thôi, anh về tụi anh dùng dần được không? Hả? Xíu thôi. Anh chị pha uống còn không được mà còn đòi xin về nữa hả? Thôi thôi. Dạ, cô biết là kỳ lắm á anh chị. Ờ vậy thôi, không mấy em giả bộ em làm đổ xuống đất miếng đi. Tụi anh tự hốt về, không ai trách em đâu. Hả? Tụi anh không nói là em làm đổ đâu. Rồi, xong rồi đó. Yeah. Cô con đây. Bà ơi, phải chi ngày nào bà cũng chơi với con thì vui biết mấy bà ha. Ủa, sao vậy? Tại con rất thích chơi với bà. Vì bà là một người xinh đẹp, nhân hậu. Chơi với bà con thấy cuộc sống này càng ý nghĩa thêm. Con nói đúng rồi đó. Bà cũng rất là thích chơi với con. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ là người cùng chung một nhà đó. Thiệt hả bà? Ừ. Vậy bây giờ chúng ta chính thức làm bạn tốt nha. Làm bạn tốt của nhau hả? Được. Bạn tốt nha. Dạ. Ừ. Ý con là không phải bạn tốt thường mà là bạn tốt thân. Bạn tốt thân là sao? Bà chờ con xíu nha. Ờ. Cái này á, chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Cái gì vậy? Cho bà coi đi. Chờ con xíu. Bà xe tới đây. Được. Gì mà y bí ẩn dữ vậy? Bà coi nha. Dạ, thứ này chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Bà biết rồi, bà mở ra nha. Dạ. Đây không phải là cái răng sao hả? Dạ đúng rồi, răng của con mới nhỏ năm ngoái á, giờ con mọc răng mới rồi. Ôi trời ơi, con giữ cái răng này lại làm gì vậy? Bà không thấy nó đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp, chỉ là cái răng thôi mà.
Chắc giờ này ngủ rồi quá. Ủa? Em? Anh chưa ngủ hả? Ủa? Sao hôm nay đâu có dạy học đâu? Sao em có mặt ở đây? Mà mặc bộ đồ bộ vậy? Tại vì nhà của tụi em bị hư điện mà ngày mai mới sửa được. Cho nên là cô Liễu với mấy tụi em qua đây ngủ nhờ một đêm. À, thì đó là vậy. Vậy mà anh cứ tưởng. Tưởng gì vậy? Tưởng em nhớ anh chịu không nổi, qua đây xin ngủ một đêm để sáng gặp anh liền. Anh làm như anh kiểu mà soái ca, đẹp trai, rồi nhiều người mê lắm vậy đó. Gì vậy? Nhanh lên nha, coi chừng bị phát hiện á. Làm gì lông mi dính cái mặt này? Mà sao tự nhiên chua mỏ nhắm mắt vậy? Nè, tưởng anh làm gì hả? Tưởng gì đâu? Ờ, không gì đâu hết. Không có tưởng gì đâu. Thôi Nam. Thôi, ra phía trước không gió ha. Thôi, giờ này không gió gì nữa, trúng gió bây giờ. Trúng gió gì? Anh to vậy, anh che được cho em hết. Cái gì? Thôi, đừng đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Không thôi, mọi người phát hiện bây giờ. Xuống trước, lẹ đi, lẹ. Nhanh nha. Lẹ. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai. Chắc chắn hai đứa này đang tù ti tú tí với nhau nè. Phải đi thông báo cho cả làng biết đi. Em ơi. Dạ, chị Hoa. À, chị cho em xin phép dắt Tam Anh đi chơi một vòng nha. Hai chú cháu đi đi. Ừ. Dạ. Cảm ơn cô. Con đâu? Dạ. Về chú nè. Em ơi! Em có thấy thằng sĩ với My mới đi ra không? Anh phát hiện chuyện là động trời lắm luôn. Một lần là xấu hổ muốn chết rồi. Bây giờ còn muốn chơi dại nữa hả? Không lẽ mình bị nghiện cái trò này rồi sao ta? Thôi được rồi, bây giờ anh biết anh nói em cũng không tin đâu. Chờ anh đi. Anh chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng. Lúc đó anh sẽ kể cho em nghe. Chuyện này ghê lắm, anh nói thiệt luôn á. Mày. Ủa sao anh vô đây hả? Tâm ý rồi. Như nó đi siêu thị rồi sao á? Đi siêu thị hả? Ừ. Thời cơ của mình tới rồi. Là cái gì? À, cà phê. Ui, mình phải nhanh lên tranh thủ trước khi nó về. Ủa, anh nhớ đây mà ta. Hay là nó cất đâu rồi? Chắc nó giấu rồi đó, đi tìm đi. Tâm ý. Ờ, nghĩ gì em? Em nhớ là em đã nói với anh chị rồi mà anh chị còn tái phạm nữa hả? Sao hay em... là anh chị muốn em dùng biện pháp mạnh? Sao cho em giống như đình anh chị vậy á? Thực ra không phải đâu nè. Anh chị chỉ tính ngửi một xíu thôi à. Em không tin là anh chị chỉ muốn ngửi thôi đâu. Thì dù gì em cũng người quen của anh chị, em thông cảm cho anh chị xíu chứ. Cái này ngon lắm em biết không? Anh chị thật sự muốn uống cà phê lắm hả? Thiệt, anh chị muốn lắm luôn á. Em biết rồi, vậy anh chị đợi em xíu nha. Ok. Ok.
ít đường thôi em. Bỏ chị nhiều đường một xíu. Đúng là cô quen biết có khác. Vô kèo cái là nè, anh chị muốn uống bao nhiêu cũng được hết. Ồ, cái này là cà phê gói mà. Cà phê gói mà em giỡn hoài vậy? Dạ, thì em thật sự nói với anh chị là cà phê trộn là thật sự không lấy được. Anh chị thông cảm giúp em nha. Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà? Còn có hạnh nhân hả? Có, dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á, ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bà lỡ con thiếu à. Còn dính miếng à. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi, mình là bạn bè mà bà. Ôi trời, có gì đâu. Dơ quá. Ôi, cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, dơ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái đồ đang ghét. Con nhỏ này, con vừa nói ai đang ghét hả? Con ngủ gì sao hả? Sao bà dám nheo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao, thì sao, thì sao, thì sao? Nè, con mà còn hổn với bà một lần nữa, bà đánh đòn con cho coi. Sao bà nhéo con hoài vậy? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà còn dám hổn với người lớn sao? Nè, con dám ăn sô-cô-la, nhả hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn không dơ à? Không thấy dơ. Con không thấy dơ, nhưng mà bà thấy dơ. Không dơ một chút nào. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm cho con ăn. Bà đang làm cái gì vậy? Lúc nãy con nói là không dơ mà. Để bà làm cho con ăn. Nè, rồi đó, ăn đi. Không. Con ăn đi. Dơ vậy, ngu sao ăn? Con vừa nói là không dơ mà, hả? Ăn đi. Không, con chỉ nói là nút miếng của con không có dơ thôi, chứ con đâu có nói là nút miếng bà không dơ đâu. Bà cũng nói là nút miếng của bà rất là sạch, không dơ. Con ăn đi, ăn đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Và sau sẽ nhất trên đời. Được, còn đó, con cũng là cái đồ xấu xí nhất trên đời. Đúng là đồ đáng ghét mà. Bà đúng là cái đồ xấu xí. Vừa xấu xí vừa đáng ghét. Con cũng là đồ xấu xí đáng ghét. Nhưng nhất trên đời. Bà là cái đồ đáng ghét. Thôi, được rồi. Bà thua. Bà mau đi ra ngoài. Bước ra ngoài. Cái gì? Con đuổi bà hả? Lấy tư cách gì mà đuổi? Bà được mời vào đây mà. Nhưng mà bây giờ con muốn bà đi ra ngoài. Bộ con tưởng là chỉ mình con biết la sao? Hả? Bà cũng biết la vậy? Ra ngoài. Trời, ủa em đi đâu về à? Em đi mua đồ. Ủa, bộ anh chị chuẩn bị đi đâu hả? Anh chị đi đi dạo, tập thể dục quá mà. Dạo mát. Thiệt hả? Giờ này mà còn đi dạo nữa hả? Ừ. Em biết làm vậy hơi khó xử, nhưng mà
anh chị hợp tác với em chút nha. Là sao? Vụ gì? Dạ, em muốn kiểm tra cái túi của chị. Cái gì tự nhiên kiểm tra túi của chị là sao? Tại vì em nghe mùi cà phê trong túi của chị á. Trời đó ơi, tự nhiên mùi cà phê nó trong túi của chị. Em quá đáng lắm ở nhà. Lỡ cái túi nó để cái chỗ nào cà phê sao rồi nó nghe mùi cà phê. Với lại em biết là xưa giờ anh toàn xịt dầu thơm mùi cà phê không à. Thì nó nghe mùi đúng rồi. Bây giờ em muốn kiểm chứ gì? Em kiểm đi. Nếu như không có rồi em tính sao? Sao tự nhiên ấy nó chui trong đó vậy ta? Sao nhiều dữ vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Anh chị giải thích sao đây? Tự nhiên nó chui trong túi. Giải thích gì nữa? Em thông cảm cho anh chị xíu đi. Anh chị làm vậy rồi em khó xử lắm. Em làm vậy anh chị mới khó xử á. Lần này em tạm bỏ qua, nhưng nếu mà anh chị cứ tái phạm hoài á, em buộc phải nói với cô thôi. Mong anh chị nhớ giùm em nha. Ngẫu quá. Đâu mất tiêu rồi. Thế nào tối nay hai đứa nó cũng hẹn hò tại đây đây. Bây giờ mình đi tìm chỗ mình núp để coi. Để coi chuyện gì xảy ra. Núp. Không được. Núp ở đây được nè. Núp trong này. Đợi hàng nó về, có bánh mà ăn đỡ đói. Ăn bánh phải khát nước chứ. Trời ơi, hai cái đứa này sao mà nó lâu quá, nó không chịu vô đây cho mình bắt nó trời. Ngồi trong đây ngợp muốn chết luôn. Mất toilet quá. Trời, tệ cái chân quá, phải đi thôi, không đi chịu gì nổi. Anh nè. Anh có mua cà phê cho em á. Lên đây đi, vậy nha. Cuối cùng thời cơ cũng đã tới. Giờ mất toilet quá, sao đây ta? Không lẽ... Làm gì mà rón rén như đang trùng nha. Chứ còn gì nữa, tự nhiên kêu lên đây chi vậy? Thì uống cà phê. Anh uống cà phê cho em nè. Thôi, đi xuống nha. Xuống gì? Ngồi uống hết đi cà phê hay gì? Thôi mất công người ta phát hiện bây giờ. Phát hiện gì đâu, em nhắc gan quá ha. Chứ còn gì nữa. Chú Sĩ. Có đồ quá đi kìa. Thôi em đi xuống đi. Chị My. Thôi. Mày đặt giả tiếng Nguyên đó hả? Cái gì mà nhắc gan quá vậy? Ai chẳng biết tụi mình yêu nhau. Nói kỳ lắm. Chú Sĩ. Chị My. Bắt quả tang rồi. Bắt quả tang rồi nha. Hai người ha. Hai người. Hai người đang yêu nhau đúng không? Anh sẽ đi nói cho chị em biết. Anh Long ơi! Anh gái! Anh để! Hai người hết chối rồi nha! Đi thông báo cho cả nhà! Anh để đường mà! Anh để! Anh để! Anh để! Chú ơi! Cô ơi! Cô! Mọi người ơi! Chú mày sao vậy mọi người ơi? Anh để! Chú mày cái gì vậy? Anh để! Chú ơi! Anh để! Ai? Anh để! Anh ơi! Anh để! Tỉnh rồi. Sao rồi anh? Anh Trang, anh nhận ra em là ai không? Cậu ba chứ ai. Ủa mà sao tôi nằm ở đây vậy? Hồi nãy anh té cầu thang, anh có nhớ gì không? Té hả? Ừ. Ủa cô giấu mày sao giờ này cô còn ở đây, còn mặc đồ ngủ nữa?
Con bị cái gì vậy? Bộ con không nhớ gì hết hả? Nhớ gì ba? Con đau đầu quá. Trời ơi. Anh đừng có cứu đồng. Nó bị cái gì vậy chứ sĩ? Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, giống như làm chi lần trước á. Cái gì? Thôi thôi, bây giờ mấy đứa gì nó lên phòng nó nghỉ, nó lên. Dạ. Đi đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Ây da. Trời ơi, đau đầu quá. Đi từ từ thôi. Ai cõng lên không? Đau đầu quá, sao đi nổi? Đau mà còn nóng nữa. Chịu khó đi con. Nha. Anh ơi, ảnh chắc không sao đâu hả? Anh không sao đâu. Nhưng mà còn chuyện của mình lắm ấy, anh nhớ lại sao? Thì tới lúc anh nhớ lại đi, rồi lúc đó mình tính. Nãy em hết hồn hết vía luôn. Cái gì vậy? Em đi lên. Trời đất ơi, đang vô tâm lý mà là mất tâm lý luôn. Chị Hoa ơi, chị Hoa ơi. Julian. Chị Hoa. Julian. Chị Hoa ơi. Julian. Hello chị. Hello em. Chị ơi, chơi dạy đi. Chơi dạy đi chị. Thiệt là điên quá đi mà. Mình sao vậy nè trời? Có chưa anh? Chưa. Cái này giấu kỹ ghê. Tìm nhanh nhanh để nó xuống á. Có chưa anh? Không có, con nhỏ giấu kỹ ghê. Thì nhanh nhanh lên, chúng mình sắp về rồi nè. Tức thiệt luôn á, con bé này giấu ở đâu vậy? Ôi, không tin luôn á. Không, không tin luôn. Ôi, mình tìm được nó đi. Nồi cơm điện mà cũng nghĩ ra nữa. Trời ơi, con nhỏ này ghê thiệt. Nhỏ này dám giấu nồi cơm điện. Ui, kiếm được ui. Thấy quen quen người ta. Anh Ngọc, xuống đây mau đi, mọi người chuẩn bị về nè. Xuống liền. Giờ làm sao đây anh? Giờ làm sao mang về bây giờ? Không biết luôn á, con tâm ý nó tính lắm.
Vì lần này mà nấu mà phát hiện ra nữa chắc nhục chết luôn á. Giờ tính sao đây ta? Sao bây giờ bỏ trong túi thì nó phát hiện ra, bây giờ làm sao tìm cách nào đi anh? Hả? Em có chỉ không? Chỉ hả? Anh nuốt vô có sao không vậy? Chắc không sao đâu, lát về mình lấy ra liền mà. Cô công anh. Được không nhỉ? Mai! Quốc! Ok ơi, được chứ, được chứ. Dạ dạ, tụi con ra liền con ơi. Hai đứa đâu rồi, mọi người đang chờ kìa. Dạ dạ, tụi con ra liền con. Dạ con xin lỗi. Dạ. Hai đứa làm gì mà lâu dữ vậy? Dạ con đến răng còn mất rửa tay nên ra trễ xíu. Quỳnh làm gì vậy? Ủa sao mẹ anh có cọng chỉ vậy? Chỉ nha khoa mà. Ừ thôi bà về ha. Mấy đứa về nha. Dạ. Mọi người về nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà diễn gia. Cảm ơn cả nhà. Về nha ông. Bye bye mọi người. Chào con gái nha. Bye em. Dạ bye chị. Cửa cho con. Dạ. Dạ. Gì vậy? À, dạ, con thấy cái chai này á, nó ở trong trà lúa mạch đang khát. Ủa của con mà ba, con định uống. Ê ba. Trời, cái gì khai như vậy con? Ào. Trà lúa mạch lúc này có cái vị này nữa hả? Sao khai quá vậy? Ráng chịu đau chút anh, ráng lên. Sắp ra rồi á. Cà phê đâu rồi? Cái bịch cà phê đâu? Sao có sợi chỉ không vậy nè? Nôn ra coi. Nè, mọi người ở đây phải cẩn thận nha. Trước khi cái chuyện này giải quyết á, là mọi người ở đây không ai được phép liên lạc với thầy Quyền đâu đó. Tôi nghĩ là dù sao cũng phải nghe thầy Quyền nói giải thích một chút chứ. Mọi người nhớ nha, không được phép liên lạc đó. Thầy Quyền có gọi điện thoại cô cũng không được nghe đâu nha cô Liễu. Thầy Quyền gọi tôi để làm gì chứ? Ai mà nghe điện thoại của thầy Quyền, người đó sẽ được coi là phản bội đó nha cô Liễu. Mày buông cho mẹ. Ủa ba, ôi giời. Ba, cái gì vậy ba? Dậy ra. Cái gì vậy? Tao hỏi, có phải mày khoe với thằng Tiến cái giá thành sản phẩm của công ty mình không? Dạ ba ơi, thật ra chuyện này đúng không? Tại sao con ngu quá vậy con? Tại sao mày nói cái chuyện bí mật công ty cho đối thủ nghe? Kể từ những ngày này mày mà mở miệng là mày chết cho tao, hiểu chưa? Sao vậy ba? Không, không có sao gì hết. Mày có miệng thì coi như là mày không có miệng đi. Mày mà mở miệng hả? Ra khỏi nhà nghe con. Ta chỉ đây đi không thôi này, lấy cái tay lấy giùm người ta còn mày đặt chỉ. Cái gì vậy? Tiến Thái! Mời sao Tiến Thái? Cô Liễu ơi! Không sao Tiến Thái! Tiến Thái! Biết mà không biết! Nó không biết mà! Nó là ai vậy? Đâu có là ai sao lại giấu cô chứ? Không có giấu cô gì hết á! Cái con nhỏ này thiệt tình à! Làm gì? Lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh đi! Trong này hết rồi! Dạ! Cảm ơn con yêu! Ba đợi con xíu nha! Ông ngoại ơi! Ba nói chuyện nè! Cái gì đó? Cô bạn đứng ba hả? Em
Mày định nói gì đó? Ai cho mày ngáp? Không được ngáp. Chú cứ nói chuyện bình thường đi, không sao đâu. Con không có nói lại với ông đâu. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. My! Ủa cô Liễu? Con đi uống cà phê hả? Ngồi bàn nào vậy hả con? Con uống cà phê. Đi với bạn trai. Không có. Cái người mà lần trước mà con đội bên đi lông đó. Không phải người đó đâu cô Liễu ơi. Không phải người đó đâu cô Liễu. Xin đàn chút xíu cô sẽ mặc với. Dạ đi. Không phải mà. Thì đi mà. Không phải đâu cô. Chứ cô giấu được hay sao? Không có giấu cô. Chút xíu thôi mà. Không được. Nhưng mà con nhỏ này không được đâu. Hay là người cô quen. Sao phải là không? Người cô quen được. Nó không phải người cô quen. Tránh ra cô Liễu. Đó đâu phải là lỗi của chú đâu. Dạ. Tôi chỉ cần gật đầu một cái thôi cho chú có lòng tin rồi nha. Đón xem tập 98 với số lượng 19:55 phút ngày 20/8/2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, 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 oh, oh, oh.